Vâng, chào tất cả các bác. Đây là những phụ kiện rất tầm tiền nhưng mà rất là chất lượng. Thì vừa về thêm là vài chục bộ dây quang, dây bãi, dây cũ có dây đầu đẹp còn 90%. Đây là những dây quang bên em hay tặng các bác nha. Thì giá thành nếu mà bán ra các bác là con 100.000 thôi. Đây là nha, dây tặng. Còn đây là dây tốt nha các bác, dây tốt, dây xịn. Đây, của hãng ITK của Nhật. Đây là nó gồm có là hơi cũ cũ nha các bác nhưng mà rất là chất lượng nha, dài dài mấy một mét rưỡi nha các bác. Thì em đang phân phối cho các bác và 300.000 giá đó bao ship cho các bác nha, bác lấy mẫu nào cũng được nha. Mẫu này thì hơi cũ hơn mẫu này một tí. Và đây là có mấy bộ dây AV Nhật cùi cùi đây, các bác lấy thì em tặng kèm khi các bác mua sản phẩm bên em này. Có được hai bộ trong cái lô đóng đây này, những AV Nhật này người ta ship về bên đó người ta bán 70-80 ngàn á, mà chưa tính tiền ship nha các bác. Mà dây là chấp nhận nó cũ hơn mấy dây kia. Thì đây là dây quang nha các bác, dây optical, chúng ta chơi DAC á, thì không thể thiếu dây này. Đấy, còn đầy đủ cái chụp luôn nha, còn đầy đủ chụp hơi bị ngã vàng một tí. Dây dài là dây rất là lớn nha, bằng cái đũa chúng ta nha, bằng cái đũa đó, đũa ghép ăn cơm đó. 300.000 một bộ nha các bác, 300.000 giá đó bao ship cho các bác nha. Và đây là những bộ dây AV đến từ Mỹ nha, Mỹ. Dây có tính năng là rất là tiện cho các bác chơi, có thể chơi sấp vì dài, độ dài nó 1,5 m nha. Dây mạ bạc nha các bác, OFC Pop Pilot. Mạ bạc và đầu rắc vàng. Dây rất là hay, giá 450.000 bộ nha. Thì em còn khoảng 7-8 bộ gì đó. Và đây là những bộ dây mic mà em vẫn giới thiệu cho các bác. Đây là cái video chỉ là vài trăm ngàn thôi, 300 đến 400, 450 đấy. Nó không có đét thì các bác sẽ chờ video khác. Video đây là tầm tiền thôi. Đây là bộ dây mic dài 5 m nha, của hãng Pilot của Mỹ. Đầu rắc xịn lít tông của Mỹ đó nha, dây Mỹ, đầu rắc Mỹ. Những dây này thì các bác xài trọn đời luôn, Vivo bảo hành trọn đời cho các bác, xài không bao giờ hư, không như những cái dây hàng chợ kia xài lắc vài bữa là đứt và rột rẹt. Những dây này thì các bác xài hát thoáng tiếng đi ra chuẩn, độ nhẹ cao. Giá là 300.000 bộ luôn nha các bác. Dây mic và dây quang đồng giá 300.000 nha. Dây mic và dây quang này. Đấy, đồng giá là 300.000. Còn dây AV á thì nó giá 450.000. Các bác nào lấy hai bộ thì bớt 50.000, giá luôn luôn bao ship cho các bác nha. Đấy, các bác chỉ cần để lại tên và địa chỉ qua hai số điện thoại này, hoặc là gọi điện và đọc địa chỉ và tên cho em. Em sẽ ship hàng tận nơi cho các bác. Đây là những phụ kiện rất là tầm tiền nhưng mà nó phục vụ chúng ta khá là tốt nha các bác. Nhưng những cái shop mà chúng ta kém vang số có đường đầu AV đó, hoặc là những ra những only, cần một cái dây kém shop thì dây là rất là ngon, dài 1,5 m, rất tầm tiền, chỉ 450.000. Dây mạ bạc nữa, đường đi nó sẽ tốt hơn, độ nhẹ cao. Dây AV 450.000, dây quang và dây mic là giá 300.000 một bộ. Bác nào lấy liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên tấm biển màn hình, 0978 338 14 hay là 0965 77 027, em giao hàng toàn quốc.